Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thủy làm video này thì muốn chia sẻ tất cả các bạn cái cách mà bị trị bệnh yếu sinh lý. Bệnh yếu sinh lý thì nó có rất là nhiều phương pháp chữa trị ha. Nhưng mà Thủy muốn chia sẻ tất cả các bạn là cái cách mà chúng ta chữa yếu sinh lý với những cái nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và dễ mua ha. Và chúng ta có thể dùng trong cái thời gian lâu dài mà nó không có quá nhiều chi phí mà cho hiệu quả lại rất là cao nữa. Những cái nguyên liệu đơn giản như là Thủy muốn giới thiệu đó là chẳng hạn như là những củ hành ha, tỏi ha, và có thể là gừng nữa. Thì hành, tỏi và gừng này thì chúng ta rất là dễ mua và chi phí của nó cũng không khá là cao, nên các bạn có thể áp dụng trong cái thời gian dài mà nó không tốn nhiều chi phí, giúp cho chúng ta cải thiện tình hình yếu sinh lý rất là tốt ha. Và cái cách làm như sau nha các bạn nha. Bạn chuẩn bị cho Thủy là 2 tép tỏi to như thế này nha, còn nếu nhỏ thì các bạn sử dụng 3 tép ha. Sau đó các bạn lột vỏ nha. Sau đó các bạn rửa sạch tỏi này nha. Và sau đó các bạn có thể mình đâm ra ha, và mình cũng có thể bào nhuyễn ra như thế này cũng được ha. Sau khi các bạn được củ tỏi bào nhuyễn như thế này thì chúng ta sẽ cho vào đây là 2 muỗng mật ong nha. Và sau đó các bạn trộn đều hỗn hợp tỏi và mật ong này lên nha. Và cái cách sử dụng như sau nha. Các bạn sử dụng cái hỗn hợp này á, sau bữa ăn trưa và sau bữa ăn chiều, như vậy là một ngày 2 lần ha. Các bạn nên nhớ là chúng ta sử dụng sau bữa ăn nha các bạn. Tại vì trong tỏi này nếu như các bạn mà đang bụng đói, các bạn ăn vô rất là dễ cào ruột ha. Và dễ cào ruột sẽ làm cho mình có cảm giác là bồn nôn rất là khó chịu ha. Với cái cách này thì các bạn nhớ lưu ý là mình phải ăn sau bữa ăn trưa hoặc là sau bữa ăn tối. Hay là các bạn trước khi đi ngủ 1 giờ chúng ta sử dụng cái hỗn hợp này thì rất là tốt ha, giúp cho các bạn cải thiện được quá trình sức khỏe nam giới hay là cải thiện quá trình sinh lý thì rất là tốt. Như các bạn nào đang bị thì muốn tìm cho mình một cái phương pháp rẻ tiền, dễ sử dụng và thông tốn nhiều chi phí thì các bạn hãy thử cái phương pháp tỏi và mật ong này nha. Tuy là đơn giản nhưng mà cho hiệu quả rất là tốt. Các bạn kiên trì thực hiện đều đặn thì sẽ được cải thiện sức khỏe nam giới rất là tốt luôn, giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe và chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc sống nha. Sau khi chia sẻ video này thì hy vọng rằng là các bạn có thật là nhiều sức khỏe, gia đình được hạnh phúc ha.
Nếu các bạn nào thích video của Thủy cho Thủy một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy nha. Thủy xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.